xem có tổ ong không. Đây là cái chuồng trâu đây phải không? Đây chắc còn một chút. Anh đặt chuột đây á? Đào máy. Cái chỗ này mà đưa máy vào đây thì hơi bị khủng đấy nhỉ? Đây chắc bà con làm thủ công bằng tay thôi chứ. Bà con đây kỳ tích về sống neo trèo. Đây như đi làm đường sao. Em nghĩ là đi đường ngoài đấy. Làm đường. Anh kia là Sơn, anh còn anh tên là gì anh? Chu à? Tuấn à? Chào cả nhà nhé. Tuấn. Chào em. Thế đây là đường đi chính của hộ gia đình dưới này à? Đường đi chính từ đây lên trên kia. Wow. Tức là tổ ong đấy là người ta bắt về để đấy chứ không phải là nó có sẵn ở đây. Thế này ông đấy ông mặt là heo ông gì? Ông tốt đấy. Ông đất à? Đây là ông khoái à? Khả lạc thế chứ còn ông khoái.